Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VHTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách xử lý của cái tổng bơm cao áp này do nhiên liệu không ra, tức là có nghĩa là tổng bơm này có vấn đề. Máy của anh bạn kể thì là không nổ. Giờ bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tháo lắp và thay thế ruột tổng bơm cao áp. Đây là tổng bơm cao áp của động cơ D12 S195 nha các bạn. Để biết được cái tổng bơm này nó có chuẩn hay không, nó có tốt nữa hay không, thì chúng ta hãy thử. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thử tổng bơm cao áp để chúng ta có thể loại trừ và tháo lắp, vệ sinh và thay thế nhé các bạn. Trước hết tôi sẽ cho nhiên liệu vào ở vị trí này. Khi thử các bạn hãy cho nhiên liệu đầy vào đây và đồng thời các bạn hãy đưa ngón tay cái bịt lại, kéo gạt phải và trái để biết được hai cái phương hướng của cái tổng bơm này, và đồng thời chúng ta hãy test thử nhé các bạn. Trước hết là tôi sẽ gạt vào hướng này. Nhiên liệu vẫn đầy nhé các bạn. Thử lại một lần nữa. Trong lúc là nhiên liệu vẫn còn đầy, nhưng nó cũng không chịu ra, có nghĩa là đã mòn cái ruột tổng bơm cao áp. Bây giờ chúng ta hãy thay thế. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách. Tháo, vệ sinh và thay thế. Trước khi tháo, thay thế và vệ sinh, các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một cái cán lê 19, một cái chổi và một cái thanh thép đập bẹp phía đâu này. Nếu các bạn có cái tút lớp vít dẹt ở một đầu nhỏ như thế này thì rất tốt, và một cái tút lớp vít dẹt. Để tôi cho hình ảnh nó lớn hơn một tí cho các bạn xem thấy rõ. Các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một cái thanh thép nhỏ như thế này. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn nên để thứ tự từng phần một. Thank you.
với cái bệnh của tổng bấm cao áp này nó rất là nhiều nguyên nhân nha các bạn. Hoa gá cũng có này, tắc nhớt cũng có này, tổn nhiên liệu cũng có này, là do những cái nguyên nhân của cái tổng bấm cao áp này gây ra. Mà sắp tới tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng cái bán bệnh một. Trước hết là chúng ta vệ sinh nhé các bạn. Cái này hỏng rồi thì chúng ta loại luôn nhé các bạn. Cái này nó đã có vấn đề thì chúng ta loại luôn nhé các bạn. Ở đây là có cái loại lồng đèn này nhé các bạn. Còn nếu như trường hợp mà không có lồng đèn, các bạn có thể sử dụng bằng cái sợi chỉ quấn 3 vòng ở đây nhé các bạn. Để sau đó các bạn hãy đưa vào. Đối với hiện tượng mà tắc nhớt thì khí mòn hoặc là nó hỏng những cái lồng đèn này cũng dẫn đến là hiện tượng tắc nhớt đấy các bạn nhé. Thank you.
đối với cái tổng bơm này. Có vùng miền gọi là heo đuôi chuột nha các bạn. Còn có vùng miền thì gọi đây là tổng bơm cao áp củ tỏi. Còn cái hệ thước răng, tức là hệ thanh răng, thì các bạn xem các cái loại tổng bơm như tổng bơm D8, D8R180, D6R175 thì nhiều nơi sẽ gọi đó là tổng bơm thanh răng hoặc là tổng bơm thước răng các bạn nhé. Còn đối với tổng bơm hay là tổng bơm có áp hay là heo dầu thì chúng ta cứ tự hiểu, khi bất kể vùng miền nào nói thì chúng ta có thể hiểu được đó là tổng bơm có áp. Đối với tổng bơm có áp này thì nó đơn giản hơn, không phải như kiểu tổng bơm loại thanh răng, tổng bơm theo kiểu đuôi chuột này thì nó đơn giản hơn và cách lắp nó cũng dễ dàng hơn. Khi móc cái móc này thì các bạn nên lưu ý rằng phải móc ở cái phần cái lỗ nhỏ này trước. Cùng như các bước lúc nãy, chúng ta hãy thử để kiểm tra xem chuẩn hay chưa. Cũng xin giới thiệu và nhắc lại các bạn là ở nhiều vùng miền có nơi thì gọi là tổng bơm đuôi chuột hay còn gọi là heo dầu đuôi chuột, còn có vùng miền thì gọi là tổng bơm củ tỏi hay còn gọi là tổng bơm heo dầu củ tỏi, bởi vì nó không có cái thanh răng ở chỗ này, tức là không có cái thanh răng ở ngay chỗ này, người ta gọi là tổng bơm đuôi chuột nha các bạn. Tổng bơm có áp có nghĩa là nó nén cái áp suất để đưa cái nhiên liệu về ở vị trí của bếp phun, thì người ta cứ gọi đây là tổng bơm cao áp nhé các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho nhiên liệu vào để thử. Bây giờ chúng ta sẽ gạt để cho tăng ga nhé các bạn. Đấy, như thế là tăng ga là nó đã chuẩn nha các bạn. Bây giờ tôi gạt về ấm và là giảm ga nha các bạn.
Đấy, bây giờ tôi sẽ gạt tăng ga. Như thế là ok nhé các bạn. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách tháo, lắp và vệ sinh thay thế ruột tổng bơm cao áp của động cơ D12S195 một cách chi tiết và dễ hiểu. Nếu mà các bạn thấy clip này hữu ích, thưa các bạn, đối với ruột của tổng bơm cao áp thì nó cũng rất là nhiều chủng loại nhé các bạn, hãng HB, hãng Minh và rất là nhiều những cái loại hãng khác. Đây là tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái dòng ruột tổng bơm cao áp mà VHTV thông dụng nha các bạn.